Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại phường Bình Sang thuộc thành phố Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ ở đây á, thì được gọi là mộ cô Năm, hay còn gọi là mộ của tiểu thư Mạc Mi Cô, là cháu nội của Mạc Cửu, người mà có công khai phá ra vùng đất Hà Tiên này. Hôm nay thì có dịp Bùi Hồ và em nhân chứng về đây để mà đến mộ của cô Năm thắp những cái nén hương để cầu mong cho gia đình mình bình an và hạnh phúc. Thì trong cái quá trình đó thì Bùi Hồ có gặp một cái chú này cũng khá là lớn tuổi, và cái công việc hàng ngày của chú là ngồi bên một cái nấm mồ để mà chờ lòng thương của tất cả mọi người, để mà chú có thể có những cái đồng tiền để mà chú có thể trang trải cuộc sống qua ngày. Một điều khá là bất ngờ đó là chú không có xin tiền nha cô bác quý anh chị. Ai cho thì chú nhận, còn chú không có xin. Và chú đang ngồi ở trên kia kìa. Bây giờ mình xuống mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để mà gặp chú, cũng như là trao đổi về cái cuộc sống của chú như thế nào, mà tại sao chú lại ngồi ở đây nha cô bác quý anh chị. Anh Bùi Hồ nè, anh chị Mưa Gốc nè. Dạ con chào chú. Chú tên gì hả chú ha? Tên Thuấn. Dạ Thuấn. Chú Thuấn. Chú Thuấn là chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi rồi. 62 tuổi. Nhà của chú ở đâu chú? Nhà không có. Nhà không có. Chú có gia đình gì không? Từ hết trận. Dạ. Sống độc thân rồi. Sống độc thân. Chú có mấy anh em? Có ba vậy. Cha mẹ cha hết rồi. Dạ. Cha mẹ của chú là ở đâu? Ở đây, gốc gác ở đây. Gốc gác ở Bình Sang này luôn. Thì chú ngồi ở đây được bao nhiêu năm rồi? Con không biết nha. Lâu quá. Có lâu quá. Có khi nhớ khi quên. Khi nhớ khi quên. Rồi không có nhà cửa thì chú sẽ ở đâu? Chỗ nào có cái nhà bảo quan vô ngủ. Chỗ nhà hoang ngủ. Dạ. Ôi trời ơi. Bỏ trống. Dạ. Chú sống độc thân là từ ngày xưa đến giờ hay là? Rồi cũng mấy chục năm rồi. Chú có vợ con gì không? Dạ không. Không có vợ con luôn. Dạ. À, vì sao không có lập chịu lập gia đình? Thân tàn vậy ai thương? Thân tàn không ai thương. Con rất là gặp chú ở trong cái khuôn viên của mộ cô Năm như thế này nè. Chú cứ ngồi kế bên ngôi mộ này nè. Thì ngôi mộ này là ngôi mộ của ai chú? Dạ không biết. Không biết luôn. Ở đây cũng không biết cái mộ nữa. Mấy người lớn tuổi hơn cũng không biết cái mộ nữa. Chỉ, dạ. Chỉ có không biết của mộ thôi. Dạ. Không biết ai ai. Con nghe bà con nói là chú tối ngủ ở nhà hoang, rồi ở những cái nhà mồ, những cái khu nghĩa địa đó hả chú? Dạ. Chú ngủ vậy chú có sợ? Và những lúc mưa gió thì như thế nào? Mưa thì tí tính thì mưa. Mưa thì chạy chỗ khác nữa. Ừ. Chỗ nào mà không có đạt, rủi vô. Dạ. Chưa thật nó luôn. Dạ. Đây không biết nói gian, chứ mồ cô Năm nói thật là. Dạ. Có sao nói vậy à? À. Cảm ơn hỏi thăm. Dạ. Dạ. Hàng ngày thì chú ngồi ở đây chú sẽ xin được bao nhiêu người cho tiền chú? Con không biết, có khi chưa có hay không. Dạ. Không có thì đi mua cơm thiếu ăn. Mua cơm thiếu ăn? Dạ, mà không có thì trả lại người ta cũng giúp đỡ cho nữa. Dạ. Mấy người bán cơm phần á. Dạ. Dạ, quán cô Hiền á, cô Huyền á. Chú chỉ ăn cơm tiệm thôi, không có nấu cơm gì hết. Dạ, không có nhà, không cửa, không có nội chất gì đâu. Dạ. Gửi ai cho gạo thì cảm ơn, không lấy. Lấy gì nấu? Cho mì ấy, mì gói thì nói, đổ nước sống thì ăn được. Trước đây thì chú làm cái công việc gì? Lúc còn trẻ. Lúc còn trẻ thì nghề ngư phủ. Cho con đeo qua. Làm nghề gì chú? Nghề ngư phủ. Ngư phủ là làm cào biển á. Cào biển. Thì đến bao lâu tuổi thì chú nghỉ? Cũng thời gian mười mấy tuổi à, thì nghỉ luôn. Thì có bị phát bệnh yếu. Chú bệnh gì? Bệnh dậy dậy. Lâu tử. À. Uống thuốc hàng ngày luôn. Không. Dạ. Định lấy bịch thuốc cho coi. Dạ. Có thuốc uống hàng ngày luôn á. Dạ. Ba mẹ của chú thì mất hết hả? Mất rồi. Còn anh em, ba mẹ, anh em được có mấy người? Tứ tán cho người, không biết đâu. Nhưng mà chú được mấy người anh em? Chỉ có hai chị em à. Chú là người thứ hai. Thứ ba. Thứ ba. Còn ai là chị của chú? Người thứ hai. Người chị. Ở đâu? Thôi bả cũng luôn buông lắm. Không được đâu, đừng hỏi tới nữa. À. Gia đình gì đừng hỏi tới nữa, không có ai nhìn hết. Dạ. Mà con thấy là chú không có xin tiền. Thì ai cho thì chú lấy chứ chú không xin hả? Dạ, không dám xin. Ở đây người ta không cho. Dạ. Cho ngồi, ai cho lấy thì cảm ơn người ta. Không có nói nhiều nữa, cho cảm ơn thôi.
không được động viên, động gì, nói này nói nọ, cái niềm thình đấy. Dạ. Có bao nhiêu đó. Hôm nay thì chú được bao nhiêu tiền rồi? Sáng gì hả? Sáng vậy chú cho á, nó cho á. Chứ có ai đâu, xe không có nữa. Nói gì thật luôn, ông định hỏi đây coi. Đồ của chú để ở đâu? Đó, vỏ đó. Có nhiều. Vỏ đâu? Đó, vỏ đó. Đi đâu sẽ theo á. Áo rồi đó, thì ra đây cho rồi bạn. Nó cái vỏ quẩy đi á. Rồi việc tắm rửa vệ sinh thì sao? Tắm bữa thì lâu lâu cứ lên đây tắm bạn. Bây giờ cũng nghỉ tắm rồi, lu bu quá không có lên nữa. Rồi không tắm luôn? Có, ra ngoài biển tắm, muốn là mặn tắm. À. Trời mưa ra ngoài đứng tắm. Dạ. Trời mưa ra ngoài đứng tắm. Đứng tắm thì lau rồi làm vô, chạy vô đục. Ôi trời ơi. Chứ đâu có nhà cửa có luôn. Con nghe nói là chú ngủ ở bên cái phần mộ bên kia nữa hả? Có luôn. Khu vực ngủ nhiều lắm. Bây giờ mưa quá cái chỗ khác ngủ. Tạt. Chị không có cánh én. Ngày ra mưa bão rồi tạt. Giờ chịu không thấy giọt. Ngày xưa chú làm nghề ngư phủ là bao nhiêu năm? Cũng mười mấy năm à. Lúc tàu lúc mập lắm. Dạ. Mập lắm, có sức nữa. Giờ tôi còn sức khỏe hay nữa đâu. Nhưng mà lúc đó chú làm cái nghề đó là cũng có nhiều tiền mà. Dạ có. Dạ. Đi ăn chia mà. Dạ. Đi cào á. Đi lưới. Có khi đi lưới thì đi cào. Đây là lúc chú nghĩ là chú bao nhiêu tuổi, chú nói nãy con quên rồi. Lúc nghĩ là 18, 19 tuổi nghỉ rồi. Rồi tới giờ luôn không đi bỉ nữa. Giờ bắt đầu có tóc có bệnh tới giờ luôn. Vậy cả ngày ốm teo luôn. Ừ. Teo cơ luôn. Trời ơi, thân của chú thì còn trơ xương à. Dạ, không có dốc nữa. Đi lẻ không được. À. Đi lẻ té. Mà con hỏi thiệt nè, tại sao mấy chỗ khác chú không ngồi mà chú lại chọn cái phần mộ kế bên này chú ngồi? Dạ, chỗ này có lý do. Có nguyên đáng mới ngồi được. Khách lệnh cúng, người ta bố thí. Ngồi chỗ khác đâu cho. Ừ. Đúng không? Ngồi cũng phải kiếm chỗ ngồi. Khách người lên cúng, người thấy gì, người ta bố thí, người ta xuống gặp người gì, người ta không cho. Chứ ngồi chỗ khác ai cho. Ừ. Chú có nghiện rượu không? Không, không rượu không uống. Dạ. Không uống. Bệnh người đau tử uống rượu rồi, tanh mà tử à. Trong cái cuộc sống của chú như thế này nè, thì chú có ước mơ gì không? Bây giờ nói thật là không ước mơ gì, sống ngày nào hàng ấy thôi. Để có bác thì động lòng thương tiếc thì cho thì cảm ơn. Ừ. Được nhiều, hưởng nhiều, được nhiều, hưởng hết. Giáo sáng thì được. Chỉ có hia cho mấy chục á, cảm ơn nhiều. Nó giờ có ai cho đâu đó, phải lợi đó, không có dễ cho đâu. Đi ngang dùm dồn không à. Với thằng người ta không biết á. Bị mình không xệ tay xin, không để nón, dù để nón bị đúng. Có người ta không biết, sao chú không để cái thao, dạ để cái thúng đi. Cái ba hỏi, để thúng bự, dễ đựng hả? Dạ để thúng chút xíu đi đuổi liền à. Gió không bài bỏ tiền cho mình. Xin là bị đuổi. Đuổi ở đây không cho. Xệ tay xin là không cho. Ừ. Chỉ ngồi ở đây cô bác lên cúng rồi động lòng thì thấy đi. Thì cho rồi đấy. Cảm ơn rồi có nhiêu thôi. Dạ cảm ơn. Dạ, ba mẹ của chú mất lên năm chú bao nhiêu tuổi? Mất lâu rồi. Với bằng già cha mẹ thì nó không được giống người ta. Là sao không giống? Là già hai vợ chồng nữa. Ừ. Vợ đâu được, lúc còn nhỏ á. Dạ. Mẹ ruột còn cha ghẻ. Dạ. Nó gì đúng không? Đâu có ruột thịt đâu, cha ghẻ nào thương con vợ đâu. Nhìn cái hình ảnh mà chú ngồi kế cái ngôi mộ mình rất là ám ảnh. Dạ. Còn một bên là người đã mất rồi, bên đây thì người còn sống nhưng mà không có lao động gì được hết á. Dạ. Nhờ vào sự rủ lòng thương của mọi người khi đến đây cũng cúng viếng mộ ở cô Năm nè. Rồi sau này chú nghĩ là chú trăm tuổi già thì chú ăn nghỉ ở đâu? Dạ cũng không biết tới đâu hay tới đó đi. Chứ biết sao vậy? Ngày chết thì chết hả? Dạ. Xong ngày nào hè đấy hả? Dạ không có nghĩ gì đến cái ngày mình tận thế đó. Tới tới rồi nghĩ gì nữa.
buông xuôi thời gian đi. Chứ nghĩ quá thì cũng đâu làm sao được. Nếu mà nghĩ chết thì có hồn, có gì nọ rồi thì tiền đâu mà có. Đủ sống hàng ngày được rồi. Đừng nghĩ xa vời quá. Có bao giờ là chú nghĩ rằng rất là nhiều người, người ta có về tuổi già, người ta có gia đình, có vợ, có con, có bên gia đình của mình. Trong khi đó thì mỗi một buổi sáng như thế này nè, chú phải ngồi lủi thủi ở bên một cái nấm mộ như thế này nè. Chú có cảm thấy tuổi, cái số phận của mình không? Xin lỗi, nói luôn. Tôi đời bất hạnh. Nhìn người ta, nhìn mình với người ta, mình động đồng, không muốn nghĩ nữa. Cũng khó nghĩ chứ. Người ta có gia đình, có con cháu, ăn uống nhà cửa, ấm im. Còn mình sống kiểu này thì nó khác người ta. Mình không phải sống thôi, sao mà. Chứ người không biết suy nghĩ chứ. Cũng phải nhìn người ta, nhìn mình không bằng người ta. Người ta có gia đình, có hạnh phúc. Còn mình đợi bất hạnh. Tại vì ông trời tạo mình ra nhầm cái hoàn cảnh như vậy rồi. Số mệnh của con người phải chịu thôi. Chú có tin vào luật nhân hậu quả không? Nghiệp quả của kiếp trước rồi đó. Không biết. Biết gì kiếp trước mình sao biết được. Nhưng mà chú có tin không? Chắc cũng phải có tin gì đó mới tạo ra lại cuộc sống nằm trong cái gia đình của tôi là như vậy. Con nói thiệt thì khi mà con đi đến đây á thì gặp rất là nhiều người, người ta ăn mặc những cái đồ đẹp, ta đi xe sang. Đúng. Ta đến đây để mà ta đến đây thắp hương mộ của năm để cầu sự bình an lợi lộc trong cái cuộc sống. Thì có bao giờ chú nghĩ là rất là nhiều người họ ăn sang mặc trọng như vậy thì tại sao cuộc sống của mình lại bế tắc đến cái thời điểm giống như bây giờ không? Đúng rồi, không phải khó suy nghĩ, cũng phải nhìn ta, nhìn mình chứ. Viết nhìn, viết hết chứ nhìn luôn. Người ta coi có cái tiền, cái giàu có, sống cuộc sống người ta có tương lai, còn mình không có tương lai. Nó là vậy thôi. Số mệnh cũng như vậy rồi. Muốn tương lai cũng không có. Lấy gì tạo ra tương lai? Đúng không? Thuận, nó thật lòng luôn. Tương lai phải nhờ cái đồng tiền, nhờ cái giàu sang phú quý. Người ta xe xua đó rồi, xe này nọ, người ta đi, nhà cao cửa rộng. Còn mình không có tương lai thì ngủ bụi, ngủ bờ. Cơm còn có khi có ăn nữa kìa. Có tiền có cơm ăn. Không có tiền thì nói. Mua mì ăn, ổ bánh mì có 5.000 à. Nói thật, tất cả đó. Tùy cái cuộc sống của mình là gì. Nhiều cơm gấp mắm đó. Được nhiều thì mình có cơm ăn. Được nhiều ít thì đó, bánh mì có đó. Bánh mì không có. Hai ổ, sáng ổ, chiều ổ rồi xong. Nước thì mua nè, không có xin ai. Tắm thì tắm trời mưa hoặc là tắm nước giếng. Dạ, một nước chai bị... 10.000 nè. Một ngày 3 chai. Sáng, trưa, chiều. Tấu luôn á. Dạ. Mua không á, đâu có ai cho đâu, ai cầm cho mình chai nước đâu. Khi mà chú mắc bệnh là chú nói là 18, 19 tuổi. Dạ. Thì chú ngưng lao động là mấy chục năm rồi hả? Dạ, mấy chục. Là chỉ làm nghề đi xin thôi? Dạ. Không phải xin, ngồi vậy ai... ngồi vậy ai cho thì cho. Cho rồi đấy, giờ thôi chứ chưa bao giờ. Thì lúc đó khoảng 18, 19 tuổi thì chú bệnh không nặng quá, chú không kiếm một cái công việc gì nhẹ nhẹ để chú làm? Không có ai mướt. Ốm mắt tự nhiên nó teo như vậy. Tự nó rồi mình thấy nó mất công xuống biển xuống gì rớt mất công cái tống hồn nữa. Sợ mình chết á. Người ta không ai mướn mình làm. Khi mình đi làm thấy thể lực có, mình thấy được chứ đâu có gì đó. Đi còn gió bay. Gió mạnh thì té. Chà bảo rùa rùa đi ngược gió tôi té vậy. Con chia sẻ thật với chú Thứng như thế này nè. Là chắc có lẽ là cái kiếp trước thì mình không biết như thế nào, nhưng mà có thể là cái nhân quả trong nhà Phật á, thì kiếp trước thì chắc có lẽ là như thế nào đó, thì kiếp này mình mới đến nông nỗi như thế này. Rồi nói cho biết luôn. Rồi sau khi thời gian sau cái tự động lên đây công quả thời gian. Chú làm công quả trên này. Ở đây đó thì làm công quả à. Cây tôi trồng rồi. Đó. Trồng vườn nhỏ là cái phương này, và cây gì tôi trồng không. À, quét dọn này nè.
Rồi bây giờ có bảo vệ rồi, không có làm được. Thì cũng nhờ một người già cũng khoảng 60 tuổi thôi. Bà nói chú à, ở đây có người quét dọn người chú. Hoàn cảnh chú tôi biết. Chú ngồi đây đi, ngay đường đi. Xách qua lại thấy gì ta cho tiền chú. Chú ngồi trên góc cho ta cho. Nhờ cái người đó tới giờ ngồi luôn. Là mấy chục năm rồi. Lập bá cũng khoảng 10 năm. Thời đó tôi mới được 30 tuổi rồi. Để gặp bà đó vậy đó. Bà bắt tiêu quá luôn. Không có lâu lần nữa. Cũng thông qua. Bà cũng cho một ít tiền để sống. Với mì nữa. Nhúi bánh đó. Tặng cho nước tương gì ăn. Tới giờ không gặp cái người đây nữa. Đến bây giờ mình cũng không có cái ước mơ gì trong cái cuộc sống của mình nữa. Dạ không, bây giờ biết ước mơ là sao giờ, ước cũng không được. Mà không ước cũng không được. Cuộc sống là gì rồi. Hiện tại trước mắt là gì đó. Bây giờ đây không dám nói dốc. Bà cô Vinh mà có làm sao nói vậy, đừng nói thêm nữa bớt. Đừng có tạo ra cái này cái nọ rồi. Đang tin này là thôi, nói sự thật là tin. Chú có bao giờ chú nghĩ chú ngồi ở đây thì người ta cho mình, ta bố thí cho mình thì mình sẽ thiếu nợ ta? Chuyện đó mình không có nghĩ nữa. À, tại vì mình hết khả năng. Mình không có xin. Dạ. Thì nó cho mà. Nhà mình xin á. Dạ. Nó bắt nợ người ta. Dạ. Nó vô khoát không xin à. Ai cho đấy à. Xin thì muốn nợ nè. Đúng không? Dạ. Để tự động để cho mình mà. Rồi cái phước của người ta để cho mình. Dạ. Chứ nằm xè tay mình xin á, bắt năng nỉ người ta rồi ba lại xin. Mình cái thứ nợ người ta. Rồi tự động để cho người ta còn có phước nữa. Dạ. Được phước giúp đỡ cho mấy người vậy. Dạ. Mình nghĩ vậy thôi. Chú ngồi đây lỡ mưa gió này sao? Mưa cũng chịu luôn. Không có gì hết. Dạ hả? Mưa quá rồi chạy qua nhà mồ quên. Rồi bắt đầu rồi chạy qua dắt áo dắt gì xong rồi ngồi tiếp nữa. Dạ. Cái bị đồ của chú để đằng kia hả? Dạ. Cho con coi được không? Cái này xuất ra cho coi. Vỏ bầu nghe nè. Nó nói dốc đâu đó, vỏ đó. Mua một cái vỏ vậy 20 ngàn á. Nè. Đó. Nè thuốc nè. Dạ. À, quần áo của chú đâu? Nè. À, áo nè. Này của chú có hai cái đó hả? Nè. Thuốc uống hàng ngày nè. Nè chú mua. Mua à? Ừ. Hai cho. Thuốc bao tử nè. Dạ. Thuốc ba nó nè, nhức đầu nè. Dạ. Đâu có dốc đâu. Ừ. Nè. Uống hàng ngày á. Là chú có hai cái bộ đồ để phơi đây hả? Dạ. Có mấy bộ nè, một cái nữa. Ờ, cái này nữa dưới đây nữa đó. Tối chú ngủ bên đó đó hả? Không ngủ đó, mưa tạt. À, ngủ ngoài kia kìa, có cái nhà người ta bỏ mình xin để vô, không có xin để vô cũ đại á, mà công an biết không có đuổi cũng không đi nữa. Dạ. Hết phương pháp rồi. À, đuổi cũ đại vì công an ở đây cũng biết địa phương này. Nó đứng còn rung yếu ra có. Gặp vợ yếu 62 mà đúng không chú? Dạ 62 tuổi. 62 đúng à? Chứ thật tuổi luôn. Dạ. Rồi chú bệnh bây giờ trị hết chưa? Dạ không có trị được. Bây giờ uống cầm được. Nó đau quá uống vô nó giảm. Dạ. Bác sĩ nói chú bị bệnh gì? Dạ dày. Dạ dày. Bao tử. Đó thuốc nó cũng vậy đó. Uống ngày xưa là chú có buồn bã chuyện gì hay sao con thấy có xăm mình nữa? Cái này chuyện là mình không biết được. Hồi nhỏ cái sung. Hồi nhỏ hồi cái lúc mà chưa biết gì. Dạ 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 chưa biết gì, không biết suy nghĩ. Bây giờ phá không được. À. Mà chú vẽ hình gì trên đó vậy? Dạ con chim. Hình chim. À. Ngày xưa chú có được đi học được không? Có, học lớp 4 nghỉ rồi. Lớp 4 mình nghỉ rồi. Dạ. Ừ.
Thấy khổ. Tại vì hoàn cảnh nghèo quá, không có đủ khả năng gia đình lo đi học được, tiếp thu vô á. Thành ra thì không có tiền lo cho con đi học, thay vì thất học. Giờ nghĩ tới giờ luôn. Dạ. Dạ. Đi là cái tướng là lận khận à. Dạ. Dạ, chú mua cơm ăn ha. Dạ. Này tiền của con gửi cho chú để mà chú dạ. mua cơm ăn chú ăn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ. Dạ dạ. Chú giúp đỡ. Dạ. Rồi con chào chú. Tâm sự với chú Thính xong á thì mình thấy cái hoàn cảnh của chú cũng khá là éo le và cô đơn. Thì chỉ muốn là chia sẻ cái hình ảnh của chú lên để cô bác quý anh chị biết khi mà đến hành hương ở mộ cô Năm á thì cô bác quý anh chị có thể là nhín một chút tiền để mà gửi cho chú để mà có cuộc sống qua ngày. Còn phía sau lưng của Bùi Hồ đây là mộ của bà cô Năm, hay còn gọi là mộ của Mạc Mi Cô. Khách hành hương á, đến đây thì hành hương rất là đông. Mọi người đến đây á, thì cầu mong lợi lộc cho gia đình nè, sức khỏe nè, bình an nè. Khi được những cái cầu được những cái điều mà mình khấn nguyện đó thì cô bác quý anh chị đến đây để mà trả lễ những cái vật phẩm, để cũng như là thắp những cái nén hương mộ cô Năm. Thì bây giờ thì ở đằng sau thì cô bác quý anh chị có thể thấy là rất là nhiều cô chú anh chị đến đây để thắp hương, để cầu mong một sự bình an ở trong gia đình của mình. Thì cô Năm hay còn gọi là bà Mạc Mi Cô là con thứ năm của ông Mạc Thiên Tích, là cháu nội của Mạc Cũ, người mà có công khai phá ra cái vùng đất Hà Tiên này. Thì hôm nay thì anh em đến đây để mà có dịp đến đây để mà thắp hương cũng như tìm hiểu về cuộc đời của chú Tuấn. Và rất mong video clip này sẽ mang cho cô bác quý anh chị một điều gì đó hay và bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.